nối đoạn cuối giang dở ở tập trước, Thạch Hạo đã khám phá ra thứ được chứa đựng trong những cái chum là máu huyết. Đoán rằng đây là tiền huyết. Tiền huyết là thứ cực kỳ quý giá, nhưng hiện tại thực lực của cậu lại không đủ, chưa thể lấy được nên chỉ đành bỏ qua. Sau đó tiếp tục tiến về phía trước tìm điểm cuối của con thuyền. Kích thước của nó vốn đã khổng lồ rồi, trên thuyền lại còn bị làn sương che phủ, không thể nhìn quá xa. Thạch Hạo đi rất lâu mà vẫn chưa nhìn thấy được rìa của con thuyền. Có một vòng xoáy phía trước, Thạch Hạo tiến vào xem thử. Vòng xoáy này là một cánh cửa không gian thông đến một cái đại điện. Trước mặt có một cái sừng rồng, nếu có thể luyện thành bảo cụ, nó chắc chắn sẽ trở thành thần binh mạnh nhất thượng giới. Thạch Hạo tiến lại xem thử và định thu vào trong túi, tuy nhiên, vật lợi hại như sừng rồng chắc chắn sẽ không để yên cho cậu lấy. Nó sử dụng một cái vảy rồng tấn công, ngọn lửa thần bí trong người Thạch Hạo bất ngờ bay ra ngoài ngăn cản. Sức mạnh ngọn lửa này quá khủng khiếp, nó dễ dàng luyện hóa sát khí trên vảy rồng khiến vảy rồng không phản kháng nữa. Thạch Hạo định thu vào trong túi, nhưng mà trọng lượng của vảy rồng lại nặng khủng khiếp. Kích thước chỉ to bằng đầu người mà có trọng lượng lên tới 100.000 cân, luyện hóa làm bảo cụ là quá tuyệt vời. Sau khi thu vào trong túi, sừng rồng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một tòa tháp chậm rãi nhô lên khỏi mặt đất. Các tảng đá đột nhiên xếp thành một hàng thẳng để cho cậu ta bước lên. Trên đỉnh tòa tháp chứa một vũng máu. Chỉ cần chạm vào nó, Thạch Hạo lập tức nhìn thấy được cảnh tượng năm xưa. Năm đó đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên, nguyên nhân liên quan đến thái cổ Minh Ước. Chữ tội đột nhiên hiện ra, sau đó một cánh cửa không gian khác lại xuất hiện. Đằng sau cánh cửa là một nơi hoàn toàn khác, đã không còn ở trên thuyền nữa. Như vậy, Thạch Hạo cuối cùng cũng đi ra khỏi thuyền. Điều mà cậu thắc mắc là con thuyền quỷ dị và thái cổ Minh Ước có liên quan gì đến nhau? Vấn đề này để sau này sẽ làm rõ. Việc trước tiên là khám phá nơi này đã. Phía đằng xa có một người đàn ông, mặc dù đã mất mạng từ lâu rồi nhưng cơ thể vẫn nguyên vẹn, toàn thân toát ra một cỗ sức mạnh thần bí. Người đàn ông này chính là một trong bảy cường giả năm xưa mà Thạch Hạo đã thấy trong ảo cảnh. Ông ta đang dùng thần xác để phong ấn vực sâu này. Trước khi chết vẫn để lại chút tàn niệm. Lúc sống lấy mạng mình để trấn giữ biên hoang, sau khi chết lại lấy thân mình để phong ấn vực sâu. Thạch Hạo chắp tay cảm kích. Công lao lớn như vậy, vậy mà hậu nhân lại coi là tội huyết. Thạch Hạo càng quyết tâm tìm hiểu sự thật để lấy lại công bằng. Tàn niệm của người đàn ông đó cảm nhận được sự uy tín của Thạch Hạo nên cũng trao tặng cậu một chút sức mạnh. Ngay sau đó lại xuất hiện nhiều cái đèn lồng màu đỏ. Kế tiếp là rất nhiều luồng khí màu xanh. Hóa ra người đàn ông đó đang phong ấn những luồng khí màu xanh này. Bây giờ phong ấn đã bị nới lỏng, các luồng khói màu xanh ồ ạt tràn ra bên ngoài. Chỉ một chút sức mạnh thấm ra bên ngoài đã tạo ra được vô số thầy ma. Sức chiến đấu của thầy ma không tầm thường. Chỉ một tên thôi cũng đủ đánh ngang ngửa với cậu, huống hồ nơi này có đến nhìn thầy ma. Xem y phục liền nhận ra được bọn họ đều là người của thời đại mà cậu đang sống. Đoán rằng những người này đều là những chí tôn trẻ tuổi, tất cả đều gặp phải điều không may, nhục thân bị đưa tới đây. Ở phía xa còn có vài tên khiến Thạch Hạo kinh rè. Khí tức trên người bọn họ làm cậu bị áp lực. Dù đã tu luyện ra tiên khí cũng sợ rằng không địch lại. Được lệnh tấn công, đàn thầy ma ồ ạt xông lên. Thạch Hạo cầm trường kích xông lên đánh trực diện. Hai tay hai trường kích chém liên tục. Sau khi tiêu diệt số lượng lớn kẻ địch, Thạch Hạo lại đụng độ một tên có sức mạnh khủng khiếp. Bộ dạng giống như ma vương, hắn ta lao đến vung kiếm, chém đứt trường kích và đánh cho cậu bay về sau. Vũ khí tên này còn chưa rút ra khỏi vỏ, vậy mà lại sắc bén đến mức chém đứt được vũ khí của cậu. Thạch Hạo lập tức nổi lòng muốn cướp đoạt. Mình sẽ tiêu diệt hắn ta rồi cướp lấy thanh kiếm, sau đó lại đồ sát một trận. Cậu thi triển chiêu thức, sấm sét cuồn cuộn ngưng tụ trên bầu trời. Nắm đấm cũng ngưng tụ sức mạnh, rồi lao đến tấn công. Dù tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà phản ứng của hắn cũng không thua kém. Hắn vung kiếm đâm về phía Thạch Hạo. Tuy nhiên, hành động tấn công của Thạch Hạo lại chỉ là đánh lạc hướng. Công kích thực sự là ở trên bầu trời. Sấm sét từ trên trời giáng xuống bất ngờ khiến hắn ta không kịp trở tay. Thạch Hạo thừa cơ đoạt đi thanh kiếm rồi chém ra một luồng kiếm khí sắc bén, tiêu diệt kẻ địch. Việc kế tiếp
là luyện hóa trở thành của mình. Hình thức bên ngoài của thanh kiếm chỉ hơn một chút so với kiếm gãy của quỷ Gia Giam. Nhưng đừng nhìn dáng vẻ đó mà khinh thường. Một kiếm chém ra dễ dàng lấy mạng một tên xác sống, biến cho bọn chúng thành bào cát cho cậu luyện tập. Tuy nhiên, trong số đó lại có vài tên rất mạnh. Hắn ta phóng ra một tia sức mạnh đẩy lui Thạch Hậu. Sau đó lại thi triển bảo thuật ngưng tụ ra mấy chục bàn tay khổng lồ đánh xuống. Thạch Hậu cảm nhận được uy áp. Nếu như muốn sống sót thì chỉ có thể liều chết chiến đấu mà thôi. Đúng vào lúc công kích sắp giáng xuống, người đàn ông đang đứng yên lại bất ngờ nhúc nhích. Ông ta chỉ cần vẫy tay bạo phát sức mạnh đã tiêu diệt toàn bộ thầy ma. Việc động thủ khiến cho sức mạnh trong người ông bị tiêu hao. Những thầy ma bị tiêu diệt hóa thành một luồng sát khí. Vài trăm đến nghìn luồng sát khí cùng nhau tập hợp lại ám toán ông ta. Rất may là ngọn lửa thần bí trong người Thạch Hậu lại đột nhiên bay ra ngoài, phá hủy đi những cái lồng đèn lơ lửng trên không trung, rồi giải cứu cho người đàn ông. Ông ta dùng chút hơi tàn còn lại để thi triển pháp lực đưa Thạch Hậu ra bên ngoài. Đồng thời cũng hy vọng sau này Thạch Hậu sẽ tiếp tục hoàn thành công việc mà ông đang dang dở. Phía bên ngoài, Thanh Nghi cùng mọi người đã lâu chưa thấy Thạch Hậu đi ra nên vô cùng lo lắng. Trong lúc chưa biết nên làm sao thì cậu ta cũng được truyền tống ra ngoài. Thái Âm Ngọc Thỏ nhìn thấy thanh kiếm mới liền khen ngợi. Thanh Nghi nhận ra lai lịch của nó. Tên của nó là Đại La Tiên Kiếm, từng thuộc về một vị ngũ quan vương. Từ điều này liền có thể đoán ra được rằng tên mà vương đã chiến đấu với Thạch Hậu chính là ngũ quan vương. Xem tới đây thì tập phim đã khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào.